Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Slenderman đây À Slenderman và những người bạn Ngày hôm nay mình cùng với những người bạn đang đứng ở đây Sẽ đi tới những nơi được cho rằng có Slenderman Rippy Pasta xuất hiện ở đó các bạn à Thì nói chung á là Slenderman Rippy Pasta xuất hiện ở rất là nhiều nơi Nhưng tụi mình sẽ tìm đến những nơi mà được cho rằng là hạ nơi đó là có tỷ lệ xuất hiện Slenderman cao cao nhất đó rồi tụi mình sẽ tới đó tìm coi có Slenderman Rip the không nhé các bạn. Ok và trước khi bắt đầu video thì các bạn hãy nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cùng với Slenderman cao bằng cao nếu các bạn là fan chính của mình nha. Rồi ok bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video luôn các bạn ơi. Let's go. Okay, các bạn ơi hiện tại tụi mình đang ở một cái công trường bỏ hoang. Đây là cái nơi mà không có ai dám tới hết các bạn à Và mình cùng với nhóm bạn của mình sẽ vào đây để xem coi thật sự Slenderman có sống ở đây không Ok, bây giờ tụi mình bắt đầu đi ui, 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 ui. Mới vô nó xuất hiện rồi kìa No, no Slenderman kìa Chạy đi, chạy đi Oh my god Oh my god các bạn ơi Các bạn thấy không Khi mà Slenderman xuất hiện Đây là Slenderman Rippy Basta Khi mà nó xuất hiện á Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ bị gọi là mờ ảo các bạn Ok Ok kì, kìa 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 Nó đứng đằng kia kì kìa Oh my god! Slenderman các em ơi. Ok. Ok. Ủa đâu rồi rồi? No Đâu no, no. Oh no! Trời, ơi, những người bạn của mình no. Oh, 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 no no, đừng có dí bạn của tôi. Đừng có dí bạn của tôi. No! Đây, mình sẽ cho các bạn thấy những cái bạn này đang nói cái gì. Em sợ. Úi giời ơi. Chạy đi. Ra đây solo nữa kìa. Hổ báo thiệt chứ. Ok. Wait, wait wait wait. Wait wait wait. Mình, mình 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 vẫn còn cảm giác. Mình vẫn còn cảm giác là nó đang ở gần mình. Ok, no. No Không hề thấy nó luôn Nhưng mà các bạn có thể thấy là mình đang gọi là bị 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 gọi là cái hiệu ứng khi mà gặp được Slenderman đó các bạn Là hiệu ứng bị rè, rè 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 rè, rè rất là đáng sợ các bạn Oh my god rồi. nó rồi Nó rồi nó rồi nó rồi, rồi. Ok vậy là cái cái khu vực đầu tiên mà mình tới đã thấy được Slenderman Rip Bivasta Các bạn ơi nó kìa nó kìa Nó đứng đằng kia kìa các bạn ơi Các bạn có thấy hình dạng của nó không? Rất là Wow What? wow, thì ra là nó còn thêm một thằng đệ tử đi theo nữa các bạn. Wow, bạn Taco này có iPhone luôn. <laughs> Wait, what? Cái gì vậy? Có một cái điện thoại xịn luôn các bạn. Wow, bạn Taco này giàu thiệt luôn các bạn. Đúng là Rick Kid ha. Rồi ok, chúng ta sẽ tới với cái cái gọi là cái thứ hai. Đây là cái nơi gọi được cho là Slenderman sẽ xuất hiện. Ok. Wow, bây giờ là vô nào mọi người. Let's go. Ở đây là cái, cái ngoài đường các bạn. Ở đây là một cái gọi là ngoài đường. Ok, đó, đây là cái đường mà không ai dám tới hết á Tại vì á, người ta nghĩ là nó có xuất hiện Slenderman ở đây Ủa mà sao mình không thấy ai hết vậy? Oh my god Ok, mọi mọi người đâu hết rồi Oh my god, cái gì vậy? Sao tím hết rồi? Oh no 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 Mọi người đâu hết rồi nó no, ok, kia kia Mình thấy rồi, mình thấy rồi Mình thấy có một người đang đứng đằng kia nhảy lên nhảy xuống Có thể là người đó đang gặp Slenderman Kia 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 kia, kia. Ở trên kia Ok, mọi người đâu hết rồi Tại sao mình hỏi không ai trả lời hết vậy? Ok, đây, đây đây đây, oh my god, ở khu vực này mình thấy có một bộ xương, một bộ xương biết đi các bạn à, wow, mệt quá, mệt quá, ok, chạy nãy giờ, đi tìm tụi nó mà chưa thấy đứa nào hết á, bây giờ mấy đứa bạn của mình đâu hết rồi ta, mấy đứa ơi, ui, kê 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 kê, mình thấy rồi, mình thấy một bộ xương rồi, Slenderman đâu, why what? mình vừa mới thấy hiệu ứng Slenderman. Wow, 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 wow. mình vừa mới thấy hiệu ứng Slenderman luôn các bạn wow, 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 wow. no 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 mình không hề thấy nó ở đâu luôn các bạn nhưng mà mình bị hiệu ứng Slenderman các bạn thấy không ok mình quay mặt tới đây á thì không sao ở đây có mấy căn nhà này các bạn ơi chúng ta sẽ vào nhà cho nó an toàn ok vào nhà coi ở đây là một cái đường các bạn ở ngoài đường các bạn còn đây là nhà ở ven đường nè nhà này nhà bỏ hoang các bạn thấy không không có ai ở mà cũng không có dụng cụ không có một cái gì ở trong nhà luôn các bạn kê 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 oh my god lên mình thấy rồi Ok no No chạy đi Chạy đi Đây đây lên nè lên nè Oh my god các bạn thấy không anh no 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 chạy no. chạy 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 Vậy là chúng ta không được nhìn vào mặt của Slenderman Nếu không chúng ta sẽ bị nó bắt Chạy đi Các bạn Sơn gì kìa Bạn Sơn uh, Sơn VN gì đó Oh come on Vô nhà vô nhà Vô nhà nhanh lên mấy đứa Hay quá Trời ơi Đau tim quá mọi người ơi Ôi Oh my god Đó kìa Oh my god No 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 Tiếp theo ơi Mà được cho là có Slenderman xuất hiện Đó là trường học bỏ hoang Đây là cái trường học mà không có ai học hết các bạn ạ à. Chỉ có tụi mình vô thôi Ok Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào Let's go. Wow, 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 wow. Mới vô, mới gặp nó rồi. No, 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 chạy 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 đi mọi người, chạy đi mọi người. Wait, what? Ờ, chúng ta có nước mà quên. Uống nước vô là khỏe liền. Oh my god. Đau tim thiệt á Đau tim thiệt. Mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Ok. Rồi xong rồi, xong bạn Trần thấy hào rồi. Ok đây rồi, tưởng bạn Trần thấy hào bị bắt rồi chứ. Lại đây mọi người, lại đây uống nước nè. Lại đây nhanh lên. Rồi ok. Ok. Ok, uống đi, chẳng có nước gì đâu uống. Ui 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 bình tĩnh bình tĩnh nào mọi người. Bình tĩnh nào mọi người. Ở đây. Ui. Trời cái này mà trường học cái gì cái này? Cái này thật sắc là một cái chỗ gì các bạn ơi Nhưng mà nó ghi trường học rõ ràng mà Cái này là bị bỏ hoang rồi các bạn Ui, ui, ui mình thấy chớp đèn gì kìa Chớp đèn bảy màu các bạn ơi Lại coi coi có gì trong đó Ui, đèn bảy màu có gì ở đây vậy Ui, sao mình mình có bị hiệu ứng Bị hiệu ứng Slenderman riết luôn á ui, ui, ui nó đâu, nó đâu, nó đâu Đâu rồi Nó đâu rồi em nó rồi, nó rồi. Ô nó kìa. Ui! Quay 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 ơi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi mấy đứa ơi, uống nước vô, uống nước tăng lực vô chạy cho nó lẹ. Trời ơi, nó con chọc ghẹo Landerman, Ribby Bastard đó kìa. Trời ơi! No! No 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 no. Ui, mình thề với các bạn luôn là nó cái hiệu ứng này chống mặt vải trưởng Chống mặt vải cả trưởng luôn á. Ok 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 lên 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 lên. Oh my god, khỏe rồi, khỏe rồi, oh my god Cái gì đây? Em bị kẹt rồi, tiêu em rồi, bị kẹt là xong rồi Ok, tội nghiệp, tội nghiệp Ủa mà sao mấy người này có đèn mà mình không có ta? Ủa sao mình cùi vậy? Ui, ui nó có lên đây không, nó có lên đây không, sao thấy hiệu ứng rồi Oh my god, oh my god, oh my god Ô, Ui, ui nè nè nè, bạn chẳng thấy hào nè Ra đây solo, trời ơi, dám rủ Landerman Rip Star solo luôn Thôi thôi, mình không dám đâu Mình nói chung là mình không có liều như bạn đó đâu Bạn đó ghê quá Ok, wait what? Cái gì kì cái gì kìa Ê! What? Đệ tử của nó, đệ tử của nó chạy đi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. mày kết, oh my god, oh mày kết. God, my god. Đệ tử của nó, đệ tử của nó. Đệ tử hay cái gì của nó không chả biết nữa nhưng mà nó, mỗi lần Landman xuất hiện là có thêm một thằng đệ tử đi theo. Nó sẽ tấn công tụi mình. Ok, Land Landman nào, Landman, là, Landman là các bạn hay không? Hay không? Hay không? Ui mất máu rồi, mất máu rồi, mất máu rồi. không, không nhìn nó đâu, không nhìn nó đâu, không nhìn nó đâu. Ra ngoài đi mấy đứa. Rồi xong mày. Oh my god, nó nhảy xuống mặt mình luôn. Trời cô, cứu anh với mấy đứa ơi chết rồi chết rồi bao nhiêu toilet rồi núp vô toilet núp, núp vô toilet núp toilet đây nè mấy đứa ơi anh trong đây nè trời ơi ghê quá ghê quá tập trung tập trung ok mọi người đã tập trung đầy đủ rồi wow mày quá ui <laughs> tụi mình đang ở trong toilet các bạn ơi ok wow 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 oh my god toilet này nam hay nữ trời ok mình cũng chả biết nữa nó không có cái tên nó không có cái gì hết á nó không có hình không có ảnh không có tên gì á oh my god no thôi thôi bây giờ chúng ta đi tiếp nào ok toilet này toilet nam hay nữ mình cũng không biết nữa <laughs> ok nó rồi đây là mấy đâu rồi cái gì đây một bức hình các bạn ơi Bức hình Một người đang nắm tay Một người nữa Ôi cái hình này nếu mà cao như vậy chắc chắn là Slenderman rồi À đây là câu chuyện về Slenderman nè à. Chắc chắn Slenderman đã vẽ lên đây Ủa mà có phải không ta Hay là ai vẽ trời Ok Cái gì đây Con gái của Slenderman hả Wait what Vậy, vậy đã đúng rồi chính là mấy bạn này bạn nói nha mình cũng không không biết nữa nhưng mà mấy bạn này nói đây chính là Man và đây là con gái của Man đúng rồi mình đã từng coi một cái câu chuyện về Landerman Ripley Slender Man có con gái nha các bạn Landerman Ripley có con gái nha bạn chẳng Thái hào có nói nè Slenderina là con gái của Slenderman Ripley à mình biết Slenderia rồi là gì Slenderina gì đó mình biết mình biết mình biết cái nhân vật đó mình đã từng gặp rồi oh my god hú hồn cuối cùng tụi mình đã thoát ra được khỏi cái ngôi trường rồi còn cái này là cuối cùng là cái gì đây web flop là cái gì đây ok không cần biết cái gì hết đi vô luôn ở đây là cái gì mình cũng không what cái gì đây why why cái gì mà ghê vậy cái gì mà bự vậy ui quá một bộ xương cái này là không phải là bộ xương các bạn nhìn ghê quá một bộ xương why what cái gì ghê vậy sao leo lên đó why? Why? why 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 oh my god oh my god oh my god oh my god ghê quá ghê quá Ô oh mày Nó xuống rồi kìa, nó xuống rồi kìa Rồi xong rồi, xong rồi, vô nhà, vô nhà, vô nhà Ok, vô nhà nhanh Ok, mình đang kêu mấy bạn đó vô nhà nhanh lên mấy bạn ơi Kéo tụi mình đi bắt Nhanh, 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 vô nhà, vô nhà Ok, wow. à cái chỗ này kiểu như là chạm dừng chân các bạn Chạm dừng chân á, ở đây, ôi oh, ở đây có bánh nè, ăn bánh không Ok, ok, yeah Tụi mình thoát rồi <laughs> Vậy là các bạn cũng có thể thấy có những nơi có xuất hiện Slenderman, Ripper nhưng có một vài nơi không có xuất hiện ở đây có một cái tiệm quán cà phê nào quán cà phê nào vô, vô quán cà phê không 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 chúng ta leo lên trên leo lên trên leo lên trên come on leo lên trên nhanh lên nhanh lên nhanh lên sao mình lại bị hiệu ứng của của slenderman Rebirth star ta ôi <laughs> bạn chẳng thấy nào này còn cười những người khác nữa leo leo không leo lên được nữa kìa ok what cầm iphone quay lại cảnh này nữa chứ thôi nào đừng có quay lại slenderman ripple star nào quay lại cảnh tụi mình nè quay lại cảnh tụi mình bỏ chạy nè Trời ơi còn quay nữa lúc này là mình chỉ muốn bỏ chạy thôi chứ mình cũng không có quan tâm đến quay quyết cái gì nữa hết các bạn ơi bạn các bạn ta này bạn có điện thoại xịn bạn muốn quay quay clip ok quay gần nhíp ok Stand the Man tb đó hả tay bọt các bạn ok khu này mát an toàn sao mà an toàn được mình cảm giác nó không an toàn một tí nào hết á no chẳng thấy hao em bị làm sao vậy oh my god cái gì vậy what mình vừa mới nhìn bạn trần thái hào luôn làm là tự nhiên có con não tấn công mình rồi ok chúng ta phải vào đây thôi let's go rồi come on come on come on let's go come on trời ơi leo, leo lên nóc nhà mà cũng không an toàn nữa thì bây giờ chúng ta an toàn chỗ nào bây giờ oh my god oh my god bây giờ làm sao đây sao, sao đây bây giờ chạy theo anh nè chạy theo anh đi nãy giờ á mình chưa thấy Landerman xuất hiện ở đây nhưng mình đã thấy cái hiệu ứng của nó xuất hiện ở đây rồi leo đây cho nó an toàn ok rồi ok rồi chỗ này Ôi gì đây Ok ok sao tối thui nữa rồi Không thấy đường rồi mấy đứa ơi Mấy đứa ơi bây giờ tối thui rồi không thấy đường rồi Oh my god Anh Landerman kết bạn với em đi hả Ok đâu rồi để mình tìm bạn này tên là Lubakachi Nubakachi Rồi ok à, Đâu rồi Lubakachi đâu Đây đây mình sẽ kết bạn luôn nha Mình là nói chung là rất là dễ Bạn nào muốn kết bạn thì cứ vô chơi chung với mình rồi mình kết bạn luôn Đấy dễ mà À, nãy giờ nói chung là từ trước giờ mình chơi mình đã được có những người bạn này nè. Những người bạn này nói chung là lần nào mình chơi cũng thấy có mặt hết. <laughs> ok. Rồi các bạn đồng thành công với bạn LubaKachi Luba rồi nha. Ok. Rồi ok ở dưới đây. Rồi, let's go let's go. Uh, đây đây những người bạn của mình. Wow, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm Slender Man tiếp tục nào. Ở đằng xa xa đằng kia hình như có mấy người đang bị mắc kẹt các bạn thấy không? Có mấy người đang bị mắc kẹt kìa đang đứng nhảy 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 ở trên kia kìa. Ok theo anh theo anh theo anh. Ok. Ok let's go let's go. Why? Wow. Come on, đài đây có hai người đang bị mắc kẹt ở trên kia, có hai người đang bị mắc kẹt ở trên kia. Ok, bây giờ chúng ta lên trên coi coi. Uh... thôi, không lên trên đâu. Chúng ta sẽ xuống, xuống dưới. Ui. Ui 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 ui. Trong cái nhà này hình như có cái gì phải. Ui một bàn máy tính nè. Ok, vô chơi game ấy, em ơi. Chơi game thôi. <laughs> ok, nó đùa thôi chứ máy nó hư rồi sao chơi. Rồi ok, vậy là chúng ta không có gặp Landman Ripper Star ở cái khu vực này, hình như là khu vực gì mình quên rồi ta một cái khu vực hình như là chạm dừng chân thì phải mình đã không gặp rồi nha các bạn ok các bạn ơi và vừa rồi mình cũng như những người bạn của mình đã gọi là đi tìm tới những cái nơi mà có thể gọi là xuất hiện slenderman và các bạn có thể thấy đằng sau lưng của mình đó là ai không đó chính là Slenderman Ruby Basta các bạn ơi Và cảm ơn các bạn đã xem và nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ Cùng với đào sẽ bản cao bấm vô bản cáo nếu các bạn là fan chính ủng hộ mình nha Rồi và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau Bye bye